Xin chào các bạn, hôm nay Shop Vita sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu sản phẩm, đó là cái mũ nuôi ong. Cái mũ này thì tác dụng của nó là tránh côn trùng đốt. Nó sẽ có một cái lớp lưới ở bên ngoài như thế này. Đây, cái mũ này là cái mũ size lớn nhất. Đường kính của cái vành mũ nó là rộng 40cm. Đây, đường kính từ bên này sang bên này nó là 40cm. Nó rất là rộng cho nên là mọi người có thể yên tâm và sử dụng nó. Đây, mặt trước của nó là có màu đen. Thì khi mình đội vào thì cái mặt màu đen này chính là cái phần ở phía trước mặt của mình. Thì màu đen thì nó sẽ giúp mình quan sát ở phía trước được tốt hơn. Còn phía sau hai bên tai và sau gáy như thế này thì người ta sẽ sử dụng cái lưới màu trắng nhé. Màu trắng thì côn trùng thì thường các loại côn trùng sẽ rất là ghét màu trắng, cho nên là nó sẽ không bay ở phía sau này. Đây, mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem. Đây, cái mũ này thì ở phía bên trên này thì nó được làm một lớp vải và nó có họa tiết là màu rằn ri nữ trang ở đây. Cái khoảng này thì nó rơi vào khoảng 20 phân nhé, 20cm. Còn phía bên dưới, đây, phía bên dưới này người ta sẽ có một cái lớp dây, ví dụ có cái nút thắt đây để điều chỉnh độ mở rộng của nó. Mình thì sử dụng khi mình đội vào thì mình sẽ thắt cái này lại, thắt cái dây này lại để kín ở cái phần ngực và côn trùng sẽ không chui được từ phía dưới chui lên. Cái mũ này thì bên mình bán với cái giá là 100.000 miễn phí ship toàn quốc nhé. Đây, giá bên mình công khai luôn là giá bên mình bán ra 100.000 miễn phí ship. Còn cái mũ này, mọi người lưu ý giúp mình là cái mũ này là mũ vành rồng. Một số nhà bán hàng ở khác người ta có bán cái mũ nó rộng từ khoảng 30 đến 32 phân. Thì cái mũ đấy thì cái tác dụng của nó không tốt nhé, mình nói thẳng luôn là không tốt. Và cái mũ vành hẹp thì đương nhiên là côn trùng nó sẽ dễ tiếp cận vào cái phần mặt của mình, phần đầu của mình. Đây, bọn mình có bán hàng ở trên ba sàn thương mại điện tử là Lazada, Shopee, trên đó. Mình sẽ để link ở phía dưới. Ai có nhu cầu thì có thể vào link đấy để mua hàng nhé. Shop bên mình là shop thế giới nữ trang, chưa cung cấp các đồ phụ kiện nữ trang và chi tiết toàn quốc. Đây, hiện tại thì shop mình đang vừa mới làm và vừa mới mở cơ sở, cho nên là bọn mình có đăng đưa lên ít sản phẩm ở đây. Đây, thì video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về cái mũ nuôi ong này. Ai có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0865 636 444 hoặc website của bọn mình nutrang.vn. Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi.